Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua TMP VIP Thiên Sứ. Cái khẩu này thì được free rộng rãi trên sự kiện mùng 1 tháng 4 và hình như là một ngày thôi. Vâng, chúng ta đi mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường của Godfire Legend đều có TMP. Mặc dù cái cây này được cộng đồng chỉ trích và lên án rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì ngược lại với điều đấy thì mình đi chỗ nào cũng có TMP anh em ạ. Cạn lời. Đúng rồi, khẩu này thì bắn nó phải gọi là phá vỡ mọi cái định luật về dòng súng SMG. Tại vì nó quá mạnh. SMG bắn mạnh như này thì bắn mạnh hơn cả súng rifle thì làm sao mà đỡ được. Một bé này, ui xôi, AFK. Vâng, bạn ấy chắc là mới vào. Ui rồi ôi, không mất giáp này. Bạn làm gì đấy Inter? Gắt vậy. Cây này thì săn zombie chúng ta chủ yếu dùng chức năng thứ nhất thôi. Thì mình thích chức năng thứ nhất để chạy zombie cho nó sướng. Còn nếu các bạn muốn dã zom theo phong cách là hứng chó và dã phong cách mãnh liệt thì các bạn chuyển sang chế độ ui dồi ôi, chế độ thứ hai để dã zombie. Như thế thì được rất là nhiều kill, nhưng kèm theo đó là cái số lượng đạn nó sẽ không đủ cho anh em dã. Vâng, cái sở thích thú tính thì nó không bao giờ lâu dài anh em ạ. Ui dồi ôi, may qua đây. Gần hết giờ rồi, cố cái gì nữa. Ui, ui dồi ôi, cái gì vậy. Hết hồn. Ê, vẫn thoát kìa. Thế đấy nào giáp mình không mất nhờ. Hư cấu. Vâng, nhảy qua một mả zombie nhưng không chết. Thiệt là bi diệu. Ây à, thiệt là cổ. Ui dồi ôi, đông thế. Đường nào cũng có thế này. Phải chạy đâu cho nó thoát bây giờ. Đấy. Mình lại lên đây. Mình chạy nguyên vòng. Tại sao các bạn bảo mình chuyển sang map khác mà mình không chuyển? Và chính là cái map này, nó săn zombie sướng nhất trong những cái map zombie. Tại vì nó có thể parkour, map rộng, chạy nhiều đường. Nó rất là hay. Chứ không phải như những map khác. Map khác rất là bé, không có cái chỗ để chạy zombie. Chỉ có thẩm du thôi. Còn săn thì nó rất là khó. Ui dồi ôi, thậm chí nó có thể là không thể đi săn. Nó chỉ có thể đứng một chỗ thôi. Và chúng ta chuyển sang mức bắn 3 viên 1 thì thực sự cân bản đồ. Ui dồi ôi, hủy diệt nó có bật cái gì đi chăng nữa thì cũng chết dưới tay đua TMP VIP thôi. Anh em hiểu không? Nó rất là mạnh. Cái khẩu súng này được bút đam như hết rồi. Ân cờ cái gì vậy? Dã màn thế. Nãy giờ mình không để ý cái khung chat. Rồi anh em không thể lên được với tôi. Khó lắm. Thì Ân rồi cầm TMP nữa thì cái cuộc tình này nó không còn được lâu dài nữa rồi. Cầm mà dã thôi. Cầm mà dã thôi. Đấy. Zombie bất lực rồi anh em ạ. Chắc là tớ sẽ AFK và thoát sau trận này. Mình đoán là như thế. À, có một con sau này. Đấy, bắn chế độ thường thôi để chúng ta cận chiến nha. Ui, lỡ tay. Ôi, khẩu này rất dễ bắn headshot nha. Cực kỳ dễ bắn headshot luôn. Ê, lừa tình. Này thì lừa tình này. Vãi cả liên tục headshot kìa. Thằng này chắc là phải hack cơ. Đâu rồi. Còn có mỗi con zombie bán hình SML. Đây rồi, nó lên đường này. Kìa, ơ vãi. Ngu người. Quả đấy thì do bạn hướng chó bạn nhảy lên làm cái gì. Vâng, chỗ đây này nó cũng không an toàn đâu. Đấy, nhấp nhả thôi cũng mạnh phết. Vâng, chuyển sang bắn 3 viên thì thực sự không còn gì để bàn nữa rồi. Trong Ray C4 thì rất nhiều anh em cầm cái khẩu này vào nhưng không phát huy được cái sức mạnh của cái khẩu súng. Chỉ có những thanh niên bắn khẩu này lâu năm thôi thì nó mới phát huy được cái tác dụng bắn như hết. Mình thấy mấy ông mà bắn tầm từ cái hồi mà cái tựa súng này ra ấy, nó bắn kinh lắm anh em ạ. Cứ gặp là chết thôi, rất là dã man. Cần phải có một skill to hơn kìa. Hoặc nghe tiếng chân tốt vào thì mới bắt người được. Gì đây? Ui dồi ôi. Lên. Ê. Ê. Gì vậy? Hình não à?
xoài. Úi rồi, thằng này nó làm cái gì đấy không biết. Lẩy thì hack não này. À, thằng này chơi hay anh em ạ. Hack não ấy, đừng đùa. Làm phải giết được mày. Lẩy thì hack não đi. Giết được rồi. Chạy thôi. Còn 5 giây. Úi rồi anh tôi. Làm gì căng vậy? Ok, chúng ta tiếp tục tại phòng khác nhá. Cái phòng lúc nãy thì ít zombie quá. Zombie cứ AFK rồi đứng im như thế thì không thể bắn được. Cái khẩu súng này nó rất là mệnh. Bắn với những con zombie AFK kia thì bắn cái đích gì. Rồi, những cái thành phần mới vào thế này thì rất là dễ giết đây. Rất là dễ giết đây. Ok, sau lưng kìa. Ơ, nó lý thông ở phía sau kìa. Xong rồi. Vâng, thì nhìn vẫn chưa phát hiện. Bạn ấy bỏ đi rồi. Ui, lỡ tay. Sao nó dễ headshot thế nhở? Ô, mình đã dừng lại rồi, những cái viên đạn cuối cùng nó lại găm vào đầu của anh Tơ. Khô lời. Chúng ta lên đây để nhử hàng nào. Ui, ui dồi ôi. Vãi xoài. Tí nữa là vào mồm Tơ rồi. Ui, ui dồi, cái gì vậy? Đau tim mà chết mất. Rồi chạy thôi. Nhưng mà gặp những cái pha mà nó phải gọi như là nó thót tim anh em ạ. Chạy thôi. 36 kế. Phắn đi cho nó lành. À, ui dồi ôi, yếu máu nữa. Yếu máu mà còn ra gió này. Ơ chết chết chết. Nhầm rồi, nhầm hàng rồi. Úi dồi, cái gì nữa đây? Bằng đâu ra hay vậy? Bơi vô. Bơi vô. Thì mệnh. Sao gặp toàn bro thế này. Bằng nó nhấp nhả như thế này thì mất hết bà nó giáp rồi. Ui dồi ôi. Cực thi. Thôi bạn ơi, cho mình con đường sống nào. Làm gì mà căng. Chạy. Ôi lag nữa. Trời ơi sao mà lag cái này. Vâng. Ping rõ ràng rất xanh. Nhưng đi thì cà giật hay lắm. Rồi, nhấp nháy rồi. Cái bà thôi. Mấy thằng nhấp nháy rồi thì nó rất là yếu bóng gió nhá. Mới hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cỡ. Thôi xong rồi. Cái gì nữa đây? Con cương hay con cương thi này nó nhây đấy nhá. Ui, ui chết bà rồi. Thế đây nào mình ấn nút nhảy rồi nó không nhảy qua. Trời. Những cái lúc nguy hiểm thì tay mình toàn ra mồ hôi nha bạn. Thực sự ấn nó không thể nhạy hơn. Rất là khó. Còn nhiều mình thấy dạo này nhiều bạn comment mình chơi bằng giả lập hay tay cầm các kiểu nha. Bằng nó hơi bị sai sai đấy. Bây giờ vẫn còn những cái thành phần mà bảo chơi tay cầm giả lập. Trời ơi. Vâng, tay nhanh hay là giả lập nhanh. Ok, các bạn sẽ tự hiểu. Rồi, cái phòng này toàn TMP này. Vâng, anh em anti TMP nhưng vẫn cầm. Thôi, tôi cạn lời với các bạn. Ok. Ui ôi. May quá. Suýt nữa thì vào mồm anh Diệt rồi. Vâng, cục thịt này đi đâu cũng bị hiếp vậy. May hồn là không chết. Bên này bọn nó tập trung hiếp mình thôi, chắc là biết ân rồi. Biết ngay mà. May mình cầm quả TMP chứ không bị hiếp sấp mặt lờ. Đâu, may chứ. May mình phát giác kịp chứ còn TMP nó không ăn thua anh em ạ. Và quả, những cái quả mà đâm đầu vào mồm chúng nó thì không có TMP nào có thể đỡ được. Cái gì đây? Cái gì đây? Nghĩ gì? Nghĩ gì chạy theo? Ôi lag rồi. Lag rồi. Nhưng vẫn chém tốt. À, dùm non này. Ui, nó yếu thế. Vãi. Nó nhấp có vài viên thôi đã chết rồi. Vâng, cái khẩu này nó mệnh VL, chịu. Quá mệnh đi. Dùm non chỉ cần vài nhấp là chết. Ủa, thế đích nào rớt xuống này. Này thì cố này. Vâng, anh này. Anh này. Từ từ từ, bình tĩnh.
Cái gì vậy? Để chúng tôi thanh lý môn hộ nào. Thế đấy nào, vào phá đây. Úi dồi. Những quả đi trước mặt giùm mày. What the fuck, đứng tim mất. Thôi thôi chạy chạy. Sao những cái quả toàn chạy trước mặt giùm mày này. Thế thoát mới đau chứ. Chạy thôi, 36 kế. Chuồn là thợ xe. À, hết giờ rồi. Cố làm cái gì nữa. Lại cố một kill này. Ok, bye bye tất cả mọi người nha.